Hello cả nhà, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Citizen Varari nha. Đó, dáng tăng nha, size ngang 37, càng là 45 nha cả nhà. Đó, mặt nâu cà phê, rất là độc lạ luôn. Kim xăng 24 giờ và lịch gốc 1 giờ nha cả nhà. Nấm thì gốc 4 giờ. Đó, con này rất là độc nha, rất là đẹp luôn. Kim cọc đồ bằng thép nha, bắt ánh sáng rất là đẹp luôn, nó lóng lánh nè. Con này rất là hiếm luôn nha cả nhà. Varari là chuyên dòng mặt độc lạ nha. Đó, có kim xăng chạy 4 kim, kim dây hình xanh dương nha, kim xăng cũng xanh dương.